Thị văn giao lý, phần lời vàng trong mộng của Ngài Thanh Sĩ. Từ phương xa tiếng gà gáy rồ, vội vào tai liền mở mắt ra. Xem vợ vừa đúng canh ba, trong lòng liền nhớ lại tòa Kim Sơn. Phật dạy phải cất chân ra thế, cứu nhân gian khỏi bể ấy hà. Đường trần đều ai thâm xa, nạn tai chồng chất quỷ ma dày đầy. Con mạnh tiếng đừng phải trí đạo, giúp được đời quý bao hơn châu. Thằng như lâm phải nạn sầu, khuyên con mật niệm thường câu Di Đà. Chẳng những được trừ tà diệt quái, còn thoát qua khỏi ai trong gai. Con đừng hèn nhát nơi lòng, Tây Phương có Phật hộ tòng ngày đêm. Nguyện độ con thế gieo thêm giống thiền, quả Bồ Đề được tiên đến nơi. Phật khuyên con nhớ thêm lời, bởi cớ tận diệt người đời quá lanh. Các thế giới chung quanh trái đất, vì quả mùi duyên nghiệp đã thâm. Đồng sanh trong cõi tục phàm, tạo gây lắm việc hung hăng không lường. Tranh lẫn nhau tự cường tự bào, đủ phương châm trở trao khó đo. Dò sông dò biển dễ, dò mây ai lấy thước mà đo lòng người. Câu này rất đúng thời mạt hạ, qua hiểm sâu lòng giả thế gian. Giết người bằng mọi kế ngoan, nghĩa nhân lanh mạch đạo đàn ngơ tay. Khắp âu ả tranh tài đâu sức, tạo khí binh ác độc vô ngần. Khí hùng càng lúc càng tăng tăng, cho đến tột đầu săn mới dừng. Trên con đường tách chân dấu đầu, sẽ gặp nhiều gió bão hải hùng. Yêu tinh chẳng đón khắp cùng, vậy con lấy kiếm thư hùng bảo thân. Lưỡi kiếm này biến phân đủ phép, mấy con khéo dùng để dẹp tà tông. Gặp khi yêu dụng quả công, nhân Bồ Đề chú khá hồng niệm ngay. Quả vô yên tinh hay đột xuất, đồng nó đều có khắp mọi nơi. Nó hay khiêu tức người đời, bằng câu danh vọng hoặc lời ghét cao.
gia trụ con nó vào ra về cửa huệ môn nhớ bế cho cần. Đầu tiên chưa vẹn trí thành đôi khi hờ hỏng nó lần xen vô. Đạo tâm khá quy mô cần mật vững cứng như muôn vách núi đồng. Sẽ là khói phải lo phòng hòa vô yên quay khó sống phá vào. Tuy nhiên cũng không sao hết việc còn có nhiều yếu nghiệt khác hơn. Khắp trong thành thị thôn lân tham vô tận quay chúng từng tới lui. Từ hạng tuổi nên mười nên bảy đến cấp người thành đại thành gia. Nó thường dùng lấy phép tà làm cho phúc chốc mắt lòa như sương. Nó lừa phỉnh giáo đường uế trừa mê hồn như bị thuật thôi miên tay luôn ham năm lấy tiền sát những bội ước không kiên món gì. Hạng bằng tiền thường khi đạo tặc kẻ phú hào chẳng ngớt tham lam. Tham vô tận quay khéo làm người đời như kẻ tục phàm đăng tiên. Từ tim não đến bên tai mắt nó thường hay biên các cuộc vui. Kẻ buồn nó muốn cho nguôi bài trường đổ bát với mùi tửu hoa. Câu thằng bại khi lòa mắt tục tự tay mình khuấy đục gia danh. Gái không còn trọng tiết trinh ném xuân đổi bạc gieo tình lấy ngân. Kể gì lẽ vẹn ân nhất nhật chỉ biết câu bán tịch thiên kim. Nó xui những kẻ hữu quyền đoạt ngôi cướp nước mưu điên cho mình. Khiến cho cả sanh linh đầu thang làm thần sâu người oán khắp nơi. Nó xui người nợ giết người để mưu lấy của lật lời tặng khen. Xui nghèo khó lòng ghen phú hiền mưu hại lừa để chiếm cao sang gồm ghê tên quái tham tàn khéo dùng lắm thuật mù loạn nhân sanh. Xui vợ nở phụ tình chồng khó khiến chồng đem vợ già bỏ vợ nghèo. Xui con đạo hiếu không theo riêng thân nó âm rẻ bèo mẹ cha. Nó lại xui nồi da xáo thịt giữa gia đình cốt nhục đệ huynh. Dẫn nhau kiện cáo tù hình bởi tranh ruộng đất vì ganh của tiền. Con ơi nhớ lời khuyên của Phật,
Thứ yêu này ác nghiệt vô cùng, cổ kim nào ba não hùng, nó đều nắm chặt trong lòng bàn tay. Cõi thế gian các đài hoa lệ, nội dung đầy hương quê ướp sông. Từ ngoài cho đến bên trong, nó đều văng bủa lưới trong giấy đầy. Con chú ý chở sai đừng nhiệm, mang đeo vào mất điểm linh quang. Khó mong trở lại niết bàn, đường về cực lạc nếu đàn lấp ngăn. Còn nên nhớ cửa tăng thanh đàm, thường ăn thô mặc tạm qua thời, cho nên dễ mong sự đời tham vô tận quái đời nơi ngày này. Nó lần tới thuyết bài đủ lẽ, khiến dòng tăng bát bẻ không ra. Lần lần tâm loạn mắt lòa, tâm lòng phán đoan chánh tà mất đi. Lớp vô minh ngu si phụ tời, số đẩy vào đường lối nhuốc nhơ. Lạc sai chỉ một đường tơ, muôn năm khó phục như xưa được nào. Vậy con ráng gìn sao cho vẹn, Phật đang trong thời hạn con về. Tuy rằng nhiệm vụ nặng nề, ráng thành đạt chớ bỏ bê nửa chừng. Nghe đến đây ta rưng nước mắt, liền chắp tay cúi lại vâng lời. Phật rằng này hỡi con ơi, cõi trần nhầm bụi rốt đời hạ quân. Cũng là ngày tạo nhân phải trả, như hạn kỳ dạy ta đến nơi. Không phương trì quận đổi dời, thế nào cũng phải dũng lời trả xong. Giây một phải trả chồng năm bài, càng dài lâu lời lại càng to. Khác gì xả lúa trồng mơ, dịu ra có một hay vô gấp mười. Thiện ác cả đôi nơi như thế, không lầm sai nghiêng kể mãi nào. Khắp trong hạ giới trần lão ác tâm, đã thành khí hào đang sung. Hung thần cũng sanh trong ngũ địa, cậy thông minh hội khê ngũ hành. Vui đùa trong cuộc sát sanh, mạng vẫn như thể chỉ mành treo chuông. Các la hán thập phương thế giới, cũng hóa thân vào cõi thế gian. Không ngừng lời lẽ khuyên can, chủ trương đoàn kết khai đàn tồn sanh. Khuyên vũ khí chiến tranh độc ác, đem đổi làm lợi lộc cho người. Riêng mình riêng nước riêng ngôi, dùng gươm nhà đạn giết người đành ư. Mạng như tử hình tù một loài, sống tở ngồi phao cháy mỏng manh.
chỉ riêng tật bệnh hoành hành đủ làm khổ não nhân sanh lắm rồi. Cuộc giết hại nên thôi chớ tàu thương lẫn nhau cơm ao sớt chia. Đừng đem cửa miệng làm bia ngôn hành phải được dứt tề mới nên. Chữ La Hán tuy khuyên lắm lè, những lời thừa đời thường bắt bẻ nhiều hơn. Mây sầu luôn ngục cõi trần mắt từ bi ngắm trăm phần xót xa. Quả đất như rắn già sắp lột, mạng số đời dường bọt nước sông. Nay mai sẽ qua thành không vậy, con nên sớm lập công buổi này. Khi con lướt trong gai khuyên thiền, hộp sen này Phật điểm tên con. Nếu con đạo hạnh vuông tròn, hột sen này sẽ nở lần thêm ra. Công đức con ấy là phân nhựa, giúp sen này được trổ nên qua. Nhược bằng con ngã đường tà qua này, tức héo như là đốt thiêu. Sen với con có nhiều quan hệ, sức cảm thông đau để phi thường. Phật dù ở cõi Tây Phương ngắm sen, tức biết rõ đường con đi. Phật khuyên con nhớ ghi chặt và, cành sen này được quả con nên. Khi về con sẽ ngồi lên mười phương thường gọi rằng tên Liên Đài. Vậy con nhớ từ đây sân bước, phỉ phàm thân cứu vớt gây trai. Quên khi mưa gió vàng dài đêm kỳ khắc tạm đổi ngày vĩnh miên. Kiểm thư hồng Phật khuyên thêm nữa, con nhớ đeo chớ bữa nào thôi. Ngoài hai thư quay kể rồi, còn nhiều giống quỷ vô hồi đập sâu. Thư gọi sắc vô đầu thượng quỷ, nó không phân ngôi vị cấp giai, nơi nào nó cũng vãng lai xuôi người dâm ái không ngày nào thôi. Nó biên hóa đủ người đủ vàng, ẩn náu trong các hàng gái trai. Trẻ già chẳng luận một ai dễ nằm dưới sự khiến sai quỷ này. Nó thường xuôi tôi gây phản chua, vì thông dâm ở giữa cung phi. Chúa ăn ở lỗi đạo nghì cướp con vợ kẻ hạ tí của mình. Mê sắc đẹp sắc sinh hải màng, khởi đau binh gieo nạn cho dân. Như người trụ kiệt chẳng ngần, toàn là lầm kế biến phân quỷ này. Nó luyện được sợi dây phép là
bực thần tiên khó pha trong mau, nếu tâm vọng đậm trần lão nó dùng dây ấy trói nhào như chơi. Còn đôi với hạng người thường tục, chung quỷ này trói buộc dễ dàng. Nó làm tâm trí mê mang hết, còn phân biệt được đàn giả chân. Nó bắt phải lo tầng lo tàu, mưu nọ kia xây tạo các đài. Sâm xanh quần áo guốc dài phân son tô điểm rồi mài khắp thân. Gây tội ác không ngần không ngại, miễn được tiền trang trải nọ kia. Nào đầu đến cực độ mê, ngày đêm đều chẳng ngất bề ưu tư. Vợ lo chồng bị người cướp đoạt, phu ngờ thế kẻ khác dạng ve. Cha gái trai lòng vẫn ngại e sợ, người yêu đổi sang bè khác đi. Bị chia chẻ hoặc khi bội bạc, phát điên cuồng thần sắc kém hao. Quên ăn mất ngủ tâm bào, thuốc men trăm thứ uống vào chẳng tiêu. Nỗi khổ cả này kể sao cho xiết, đều do con quỷ nghiệt ấy gây. Nào ai chẳng biết khổ này, nhưng đâu mấy kẻ đủ tài thắng qua. Con ơi Phật xưa đã lâm kiếp, bị nó dùng dây phép trói trăng. Sống nhờ Phật sớm hồi quang, gươm hùng cắt đứt khổ nạn vượt qua. Nếu khắp cõi người ta như Phật, sắc vô đầu quy dắt được nào chân chân chanh chanh một màu. Đời cao luân lý đạo cao hạnh lành, cõi khổ nào biến thành cực lạc. Khắp năm châu chung cuộc thanh bình, hết lo đến quả đau binh. Những điều thất tiết phá trinh chẳng còn, tuy bao thế nhưng con khá hiểu. Nghiệp duyên đợi chẳng níu từ lâu, lo đền có mấy ai đâu. Cứ gây thêm mãi đầm sâu nhiều người, vì lẽ ấy sự đời cứ rối. Nào oán ân nào mối ghét thương, trừ qua cân lại lắm đường luật nhân quả. Cứ phán đương mỗi ngày, đến khi nào ai ai cũng tình. Sống dục làm bình tĩnh như nhiên, ngày này thiên hạ mới yên hòa. Bình không gọi cũng liền hiện ra. Điều này nếu người ta đồng muốn, trong khách thời sẽ hưởng được ngay. Đoạn này ta bỗng thở dài, khó làm cho cả nhân loại nhất tâm. Phật bảo chớ lấy làm kinh hài, lòng háo sanh cứ dạy chúng sanh.
Dù không được biết hết người lành, chỉ dìu một kẻ tu hành cũng nên. Kẻ hữu duyên đã quên căn bồn, lo nhắc cho người sớm nhớ ra. Một người quy hướng Phật gia, sẽ dìu hết kẻ trong nhà đều tu. Con ráng lập công phu kỳ chót, chớ sanh lòng hoảng hốt đắn đo. Gặp đường sông biển gai go, Phật luôn trực sẵn chiếc đò từ bi. Con ơi đúng ngay kỳ mạt pháp, yêu tình hay lấn áp hiền tăng. Ít người tùng thiện quy căn, phần đông theo thuyết vô thần nhiều hơn. Xưa tả đạo bàn môn phá Phật, nay vô thần mưu dứt giáo tông. Châu không trong nổi xe đồng, Phật khuyên con nhớ dựng lòng độ dân. Trời hôn ám dùng thần quế chúc, bụi rối loạn mượn khúc tư duy. Phàm nhân bất luận món gì, họ đều lân cướp không chi răng chừa. Ra đời kha mũi dưa đạm bạc, thường tâm vô nhất vật không tăng. Nhất tất là không khò việc lấn ngăn, đứng đi ngủ thức nói làm tự do. Sách kinh dẫu muôn pho chép đề, cũng không ngoài nơi lẽ ấy đâu. Vậy con chớ nhọc xa cầu, muốn điều sẵn có trong bầu tâm linh. Suốt thâu đêm tự mình soi lấy, chỉ công tìm sẽ thấy mối manh. Chỉ trong một phút cửa mình, bao nhiêu cảnh mộng tan tành còn chi. Giác giới mê chung quy có một, khác nào như sông nước không hai. Chớ nên vọng chấp bên ngoài, hãy dùng trí quán lại ngay trong lòng. Ngược điều này tất không thấy đầu, chỉ luôn công giúp giáo kẻ thù. Người đời thường một bữa tu, năm mười ngày bỏ công phu chẳng cần. Cũng tự cho là chân Phật tử, đạo cứ tìm trong sự trong kinh. Không soi lại bổn tánh mình, cứ quen như thế mà hành sớm trưa. Rồi lại trách sao chưa phát huệ, đắm nghi ngờ kinh kệ sai hoa. Kệ kinh chỉ hướng cho ta, cứ ngồi một chỗ dễ mà tới đâu. Có giống sẵn không âu trầm tìa, ước mơ suông há dễ được ăn. Nhìn tay không chịu ngó trăng, lại đem mi trách cho rằng tối đen. Đọa trần bởi theo quen lối tục, siêu phàm nhờ đi ngược đường duyên.
đừng màng chúng gọi khùng điên quậy đầu tất quả Phật tiên đắc thành. Tuy phải dùng thiên kinh giảng pháp vì muốn cho phù hợp tánh căn, chung quy có thể nói rằng cũng đồng nghĩa bước ngược đàn trần điên. Nghe đến đấy ta liền cúi lại, xin Phật thương chỉ dạy nguồn cơn lành phải con hữu thiện duyên. Phật bèn nói tiếp như nguồn nước trôi, con ơi hiện giữa đời mạt hà có thứ yêu tên phá thần minh. Nó làm cho kẻ tu hành trong khi thiền định hay sanh tạng thần. Rồi từ đó mê dẫn đến ngủ tâm hết còn tự chủ được thân, sẽ là bị nó dắt lần vào trong cảnh mộng chưa từng thấy ra. Nào lầu cát treo qua kết tuổi, nhiều gái xinh vừa tuổi dắt trăm, đứa thì mặc lối khiêu dâm, đứa thì lọa thể dễ làm say mê. Chúng áp lại vỗ về quyến rũ, lời bướm ông chọc đủ dục tình. Bất ngờ chỉ một khắc canh tự tay nấu cạn thuốc linh trong lò, kẻ tu niệm bị xô vào đây như bướm sa vào lưới nhện văng. Chỉ làm mồi chúng nó ăn, nẻo tồn sanh hẹp lại bằng đường tơ. Thứ yêu này từ xưa đã có, biết bao người vì nó thối tâm. Từ tiên rất lại cõi phàm, nhà tăng quần tục không làm chi xong. Con ơi nó vô cùng ác nghiệt, trong khi mình chưa được tự do. Không nên khinh sức hững hờ, khá phòng như kẻ giữ kho của tiền. Ấy là bước đầu tiên hành đạo, tỏ ngộ rồi tung tháo tự nhiên. Khi què chân bước chưa yên, tự dưng bỏ gậy ngã nghiêng tức thời. Luật giới dung là nơi ta túc, khá nương theo chớ phúc não ngờ. Dù cho mưa nghiệp khắp trời, không làm ước ác được người trong hiên. Lời bảo này con nên ghi nhớ, để ra đời nhắc nhở người ta. Phá thần minh thứ yêu ma, mỗi khi thấy kẻ tăng già trì trai, nó thường xuôi nhớ ngay cả thịt, bắt thèm thuồng kích thích muốn ăn. Một khi ghe kém sức nhận dằn, tự tay trở đũa luật răng bất cần. Giờ tỉnh niệm hoặc cơn bay sam, khiến trong người hồn am mỏi mê. Dần già đến khắc kể bê, hoặc là tụng niệm hơ hay lấy chừng. Nó có phép
hồn hung thần ám nhãn, ai lâm vào cuồng loạn cả tâm. Mắt xem chẳng biết xiển thâm, tai nghe không hiểu đâu lầm đâu không. Nói cứ nói gắn gầm chẳng hàng, ý thức mờ như khoảng lê minh. Nó là mẹ đẻ tội tình chúng sanh, vì nó xuống lên ta bà. Từ muôn kiếp lâu xa trở lại, cứ chết rồi liền tái sanh ra. Trôi lăn trong khúc ấy hà sình, lên xộp xuống kể ra sau cùng. Việc khổ nạn chất chồng khắp đất, không lúc nào người được thành thơi. Bông mùa không lúc nào rời đông, thời lạnh lẽo hạ thời nóng ôi. Xuân mưa tạt thu trời giông tố, giàu nghèo đều thọ khổ như nhau. Trong khi đói phải ăn giàu ăn, rồi lại bắt lo nào tiêu ra. Bao nhiêu đó cũng là thấy khổ, huống chi còn tật nọ tật kia. Xác thân đòi phải trao chia, quả cơn ăn uống tới bề mặt mang. Giàu muốn được cao sang hơn nữa, nào các lầu xe ngựa ngọc ngà. Nghèo thời tận táo bôn ba, lo cơm hai bữa lo nhà để nương. Quên hết lúc dầm xương phản mày, lân chen sao cho lại với người. Đêm ngày nào được rảnh ngơi, cứ lo cho đến thở hơi cuối cùng. Cái khổ này ha không đáng chăng, ngoài ra còn nhiều nạn khác hơn. Cháy nhà hoặc bị nước dưng, chết thiếu trong lửa bỏ thân dưới triều. Kẻ đã bị nhà thiêu nước cuốn, phủi sạch tay chén muộn không còn. Bào hao nào vợ nào con, ôm nhau mà khóc chớ còn biết chi. Khổ này há không suy nghĩ tới, để lắm rồi mới hối kịp đâu. Vì con nhớ rõ từ câu, ra đời để kể rõ đuôi đầu người nghe. Kẻ thế gian thường khoe sung sướng, đó là người lầm tưởng đấy thôi. Một khi thầm xét cạn rồi, thấy đời khổ não như ngồi tù lao. Khổ bệnh hoạn ai nào tránh khỏi, đau chỗ nào cũng gọi sống sang. Ngày qua là một ngày tàn trẻ, rồi già kê bước sang tử kỳ. Đẹp cho mây cũng quy lại thổ, sang đến đâu chỉ số ba niên. Ngày đêm tối sáng liền liền mạng, như than lửa khó yên trong lò. Khổ nào nói sao cho cùng được, người luôn công mưu trước trường miên. Chỉ làm một việc
cuồng điên có chi tồn tại cho riêng mình dùng. Vì thân sống người trong hạ giới, phí công lao dùng mọi kế ngoan, nỡ gây ra lắm tội oan, nhưng thân sống chẳng bảo toàn dài lâu. Chỉ bằng tạo lấy câu bác ai, giúp đỡ nhau bớt cái khổ nàng. Không làm kẻ trách người than, sống trong hành động xóm làng kính yêu. Lúc bệnh sanh tiêu diêu vô lự, khi tả trần được ngữ cõi thanh, được như tê tất an lành, đông tây các cuộc tranh giành liền ngưng. Các hiền thanh không cần gian dài, đời tự nhiên trở lại thiện lương. Con ơi thiệt giả đôi đường, ít ai chịu khó suy lường cho ra. Bị lầm phép của ma ngu đồn, tự quên đi căn bổn của mình. Bao nhiêu tâm trí quang minh trở nên đen tối tở, nhìn hàng sâu. Trong nhà đạo chấp câu vô hữu, ngoài trường đời bám sự ngã nhân. Nay nhầm thời buổi hạ nguyên, lòng câu nể gấp mấy lần hơn xưa. Chỗ nào cũng ghét ưa hai thứ, khiến người đời đa sự ưu tư. Ghét thời tìm cách xa trừ, ưa thời lo liệu cho như ý mình. Nó là gốc để sanh các cuộc, bình nó rồi sẽ được an cư. Con ơi nhưng nó khó trừ, bởi vì đối cảnh thì người vọng tâm. Trong lúc ấy đã làm duyên cơ, cho thứ này xen mò vào trong. Tự chia ranh giới nơi lòng, từ đây dẫn đến tụ tầm nghiệp duyên. Lâm kẻ rõ căn nguyên sự khổ, nhưng không lo hối ngộ tu thân. Ấy vì nghiêng nặng bên trần, trong lòng không rảnh để gần Phật gia. Hạng người ấy khó mà giao độ, bởi kệ cơ với họ xem thường. Từ bi vẫn sẵn lòng thương, nghe không cùng cứ một đường giáo khuyên. Phật xưa đã tiếp liên nhiều kiếp, mà ganh biết bao tai nghiệp cho người. Thượng căn Phật thi bằng lời, hạ căn thi của cho người ấm no. Nhiều lúc tự đem cho con vợ, giúp những người cô quả lẻ loi. Thí thân cho cột làm mồi, thí luôn cả máu cho loài quỷ ma. Đêm nào ốc để hòa với thuốc, cứu cha già trong lúc bệnh nguy. Nói chung bất luận món gì, Phật đều không chút tiếc chi với đời. Việc làm ấy kể thôi vô số, gây duyên lành khắp chỗ mọi nơi.
vua quan dân thư lắm người lãnh xa tục lụy đạt ngôi bồ đề. Cũng lắm kẻ còn mê chưa tỉnh, Phật không ngừng dùng ánh từ quang chiếu soi khắp các nẻo đàn, phá cơn tâm tôi cứu hàng thiện duyên. Chính con đây đang yên giấc ngủ, quá mộng lành Phật phụ lấy con, đem về cho biết Kim Sơn một phương, trong cả muôn phương Phật dùng. Hơn nữa hiện ở trong thế giới, các loài yêu dây khởi mọi nơi, đồng mưu sát hại người đời bằng muôn vật quay kể thôi sao cùng. Có một việc con không nên trễ, hãy nói mau cho kẻ trần hay, sớm đông chiều lối về Tây, hai con rắn độc ở ngay trong trần. Nó đã sống lâu hơn bàn cổ, sức lớn không xó đỏ chi bằng. Ngày đêm bò lội sung sắn, gặp người gian ác bắt ăn không chừa. Nay cõi thế gặp cơn tận diệt, con quái này thêm dịp hành hung. Dù đem bơm lửa súng đồng, chỉ là chọc giận nơi lòng nó thôi. Dùng khí giới thêm hơi cho nó, hại nhiều người chớ có ích chi. Bánh xe nhật nguyệt lăn đi, tránh sao cho khỏi thời kỳ này đâu. Phật biết rõ đuôi đầu tử sự, muốn cho người bỏ giữ dễ lành. Rằng dù có lâm gục nanh, cũng không xác hại mạng sanh được nào. Người nghe quá tưởng đâu lời phình, gặp nó rồi mới tính sao đây. Kêu trời trời cũng khoanh tay, réo thần thần cũng đứng ngoài mà trông. Hãy liệu trước kẻo không tính kịp, đến nước rồi mọi việc dai hưu. Chuyện này ta rất lo ưu, đâu để đầu lại Phật xin mưu cứu đời. Phật liền vỗ vào vai nhẹ nhẹ, rồi ung dung tiếp kể thêm lên. Này con để giả đừng quên, sau khi thức giấc đem khuyên người đời. Trước khi cuộc non dời biến đổi, chúng sanh trong khắp cõi trần dương, đông tây nam bắc bốn phương hướng, nào cũng nhớ niệm luôn Di Đà. Lòng ngày đêm không xa sáu chữ, tất sẽ trừ rắn giữ được ngay. Pháp môn tuy có nhiều thái hạ, quân niệm Phật mỗi ngày cũng nên. Niệm Di Đà đừng quên hướng thiền, thì tai ương tất diễn ly thân.
chớ nên chờ quả đến gần mới ra công niệm mất phần ứng linh. Con nhớ khuyên người gìn đức tin, lòng thủy chung nhất định không quên. Đường xa càng bước càng bền, như người tìm mẹ lâu niên lạc loài. Không hoảng lúc trong gai mưa nắng, mẹ khi nào tìm đặng mới thôi. Tu hành cũng thể con ôi quyết, về gặp Phật cùng ngồi tòa sen. Chẳng để phúc nào quên tưởng Phật, dù xác thân lâm lúc gian lao. Phật xưa khổ hạnh ngần nào không siêu ngã, mới đứng vào Như Lai. Xưa Phật cũng mang đai phàm xác, như chúng sanh nào khác chi đâu. Thế mà Phật đạt đạo màu, chúng sanh ha chẳng tu cầu cho nên. Trước Phật có vô biên sanh chung, đã chân tu được chứng niết bàn. Phật không riêng ở Tây Phan, mười phương đâu cũng có hàng Như Lai. Không khác chỉ Đông Tây Âu Á, nơi nào mà chẳng có người ta. Nước thì nghèo khổ sâu xa, nước thì giàu có lâu tòa vinh vang. Lấy việc này hiểu sang việc khác, có chúng sanh thì Phật nào không. Hãy tin tưởng mạnh nơi lòng, để cùng chư Phật ngồi chung liên đài. Kể từ đây đến ngày tận thế, nơi liên trì Phật để nhiều quá. Chờ người nơi cõi ta bà, khi sáng đây có dùng mà làm chân. Sự màu nhiệm vô ngần tột bực, toàn là do công đức tương ưng. Trong hoa tức có thức thần, thức thần an trụ chính tầng liên quan. Thân sen vàng trong tòa hoa bao, cõi thế gian khó tạo cho ra. Có muôn anh sang chói lòa, ngay càng trong càng bắt sanh ra kính gì. Trong anh sang ẩn dị hương quỷ, rất thơm thó khác dị hơn phàm. Cõi này sao chẳng thích ham, lấy đem lòng mến thế gian mới kỳ. Người cõi sen mỗi khi khởi niềm tức ứng ngay theo điểm của mình. Viết nào cũng rất màu linh, những điều gọi trái ý mình là không. Muốn nghe nhạc tất trong luồng gió, thổi vào tai liền có nhạc nghe. Thân cây màu sắc trong ve Phật, nào mình muốn tức là hiện ngay. Kể cho nghe những bài vô thường, thật ngoài điều tưởng tượng của mình. Cõi này do Phật tạo nên, bằng muôn công đức xây trên tu hành.
Những người được thân sanh vào đây, trong lòng không hề thấy chán chê. Đạo màu càng lúc sai mê, nhân như dân nghèo khó được cày nhà đua. Kẻ dương thế thích nửa châu ngọc, giết hại nhau bóc lột liền tay. Cõi sen châu ngọc làm cây bạc vàng, làm đất lót đầy khắp nơi. Gia tỳ quỷ không người giành giật, chẳng một ai thiếu hụt món chi. Lại thêm tất cả việc gì hễ lòng nếu muốn tức thì có ngay. Chúng sanh hiện sống ngày lao khổ, hả không mau đến chỗ báo này. Từ xưa cho tới những nay, Phật hằng chờ đón không ngày nào ngơ. Bao lâu Phật cũng chờ đón mày, nhưng người đời ít thấy ai sang. Vì mang nợ thấy đã đoan, không giờ phút rảnh để sang bên này. Lâm kẻ tin đi ngay cho tới, sống nửa chừng rẽ lối bỏ đi. Đã bao nhiêu kiếp duyên tì đến nay, cũng chưa thấy gì quyết tâm. Lẽ đạo Pháp đành rằng mắt mò, nhưng cố tìm tất rõ mối manh. Quyết tu thì ắt sẽ thành, có trồng có hưởng há rằng không ngờ. Chúng sanh biết bao giờ nhất niệm, cứ để lòng lùi tiếng liền khi. Càng làm xót giả tự bi, thương đời còn mãi mê ly biến trần. Tranh lợi danh chia phân thượng hạ, không ngày nào trong giả được yên. Ít ai sống được ba niên, mà lo những việc lâu bền ngàn năm. Nào khác chi giống tầm làm ồ, tự trói mình không chỗ chui ra. Trong khi chưa chín chưa già, bị người đem nấu trong lò nước sôi. Phật đứng ngoài xem đời mỏng mì, không cười chê vẫn y xót thương. Khi xưa Phật ở trần dương, lúc chưa ngộ đạo cũng dường thế ni. Đường của Phật đã đi đã hiểu, thương người còn liễu điệu chưa xong. Cứu cho được mới vừa lòng, chúng sanh còn khổ vẫn không ân tình. Nghe đoạn này ta sanh cảm động, rồi tự dưng khóc rống to lên. Nghĩ rằng tâm Phật rộng thênh, giúp người chẳng đợi ai đền trả ơn. Đã nhiều kiếp bỏ thân vì đau, vẫn một lòng chỉ bảo chúng sanh. Ghét ưa gì cũng mặc tình, cứ lo tiếp dẫn cứ dình lòng thương. Lo như mẹ lo đường con trẻ, quên nhọc nhằn chẳng kể nắng sương. Chúng sanh hữu phước không lường, như lời của Phật mở đường mới thông.
nghĩ đến đâu động lòng đến đó, em nước mắt gàn lụy nhỏ như mưa, cúi đầu ta mới liền thưa biết làm sao trả cho vừa Phật ân. Con xin Phật chỉ phân rốt ráo, những điều con quê dốt chưa thông. Hay thay con khéo phát lầm dạy con mọi lẽ Phật không tiếc gì. Hiện giờ con trong khi đang ngủ, chấn linh con về trụ Kim Sơn. Xác con đang hỏa tại trần nằm như khúc củi thức thân đều không. Vậy con hãy thử trong lại xác, như chết rồi nào khác chi đâu. Những nào của cái đại lầu, những nào trăm thứ sắc màu nọ kia, phủi tất cả không hề ngó tới. Hết còn lo tân thổi sự chi, chúng sanh lấy đó mà suy chết rồi cũng thế có gì khác đâu. Muôn việc đến quan khâu là hết, nghèo giàu đều chung kết như nhau. Uổng công lúc sống quơ vào mạng chúng tay, chẳng nắm vào món chi gây tội, chẳng vật gì trường hương. Ấy là người lầm tưởng lớn lao, thay vì nghiệp ác chuốc vào nên làm nhân thiện cho nhiều quý hơn. Danh được tốt mà ơn cũng có, hữu sự ai đành bỏ được mình. Sống trong cuộc sống an ninh, không ai đối địch chống kinh mà lo. Được như thế của kho đâu sanh, cũng hơn người quyền binh ác gian. Tử sanh mà có niết bàn, khổ lao mà có thanh nhàn là đây. Đời cứ mãi sống sai chết ngủ, lên xuống hoài chịu đủ đắng cay. Mỗi lần người bị bào thai, mỗi lần bỏ một xác thay tại trần, thay xác ấy nếu dồn chất lại, sẽ lấp đầy cả thái bình dương. Chúng sanh nào biết nào tường cứ sai, đắm mãi trên đường mê ly. Từ đây còn lần đi tới nữa, đến khi nào lò lửa năm châu bùng lên cháy phủ cả đầu chừng đi, mới biết việc đâu đã rồi. Chúng sanh đã nhiều hồi loạn lạc, tay bồng con lưng giác hành trang. Trước đầu lửa cháy đa đoan, sau lưng tiên sủng giặc tràn đuổi theo. Pha lần tiếng con kêu khóc mẹ, bên đường còn nhiều kẻ thác quan. Trong giàu phách lạc hồn tan, thấy người rồi bắt nghĩ sang đến mình. Lúc ấy chỉ mong manh sanh cho được, hết còn lo đến cuộc lợi danh. Vật chi chia đổi mạng cũng đành lầm, không còn biết tiếc dành món chi. Cảnh này sẽ nhiều khi hơn nữa, cuộc
Thái Bình lần lửa chưa xong. Rộng tâm chớ có hẹp lòng, trước sau rồi cũng tay không chớ gì. Nên làm phải trước khi hữu sự, đến nạn rồi bố thí ai khen. Rèn lòng thanh đạm cho quen, vật khi phải bỏ bỏ liền như không. Con há chẳng biết trong lúc giặc, có nhiều người vì tiếc cửa nhà, ở lì không chịu trốn ra, bị người bắt giết biết là bao nhiêu. Mến của tất chết theo vì của vật, không còn thân nọ ra mang. Người đời chịu khó suy ra, tự nhiên thấy rõ đâu là bèo mây. Trôi theo nước cũng quay theo gió, cứ rày đây mai đó không yên. Có quyền chẳng giữ đặng quyền, có tiền không nắm được tiền dài lâu. Tiền là bạc nó đâu chung thủy, quyền là hành nó cứ đổi thay. Từ ngàn xưa đến ngày nay, tánh hai việc ngay cứ hoài vậy thôi. Thế mà người cứ xuôi theo nó, không chịu tìm đường ngõ cao hơn. Món chi ăn mãi cũng lần, ở trần lâu phải chán trần chớ không. Nay nhằm dịp Tây Đông hữu nạn, tất có nhiều người chán đau binh. Con nên lấy lẽ tu hành khuyên, người bỏ giữ theo lành từ đây. Bụi bàn sợ chưa khoe việc thế, không nên dùng kinh kể khó khăn. Chỉ khuyên một ít điều răng, gồm thêm trai giới mỗi trăng bốn kỳ. Đêm giảng kệ của thầy con dạy, thường đến lui nhắc lại người nghe. Những điều nào họ con còn mê, dùng lời dịu ngọt dỗ về khuyên lớn. Họ chưa hiểu con cần giảng mày, quên mọi mê đừng nại công lao. Nên làm cho họ khát khao, không nên làm họ ngán ngao nơi lòng. Phải cẩn thận từ trong lời nói, khiến cho người được khởi tâm lành, giúp người thêm mạnh đức tin, đừng làm cho họ lòng sanh nghi ngờ. Đến đâu cũng tùy cơ phổ qua, rung chuông lành thức giả người mê. Tay không màng tiếng khen chê, miệng là dắt được người về nhà tu. Đổ một người quay đầu hướng thiền, công đức to biển cả hả bì. Con nên nói chỉ từ bi ra tay, độ thế hoàng gì riêng thân. Quý đạo đức nhiều hơn quý của, cứu người nguy vui bỏ mạng căn. Lòng nhân ấy có chi bằng, muôn đời ai lại chẳng hằng nói theo. Ai cũng vẫn biết điều nhân đức, không làm gì chưa dứt
ngã tâm, tự nhiên trong dạ u thâm nhận nhìn những kẻ đã lầm phước duyên. Kẻ bảo cho mùi thiền thuốc nhựa, vì đứng ngoài bể cửa trong vào. Những lời sắc đáng thâm cao, không từng đọc tới làm sao được tường. Hơn nữa chỉ nhâm phường giả đào, mượn ca sa lừa đảo thế gian, tạo ra chùa lớn Phật vàng, để cho ba tánh thập phan cúng tiền. Kinh kệ dẫn tụng liên nơi miền, khỏi kia màu một biến không thông, cứ tranh đồ chúng cho đông hầu, nhiều của cái để dùng cho sang. Ngồi một chỗ lo ăn sung sướng, không hề đem lòng tưởng đến ai, chỉ làm giống Phật bề ngoài, bên trong chẳng một mãi mãi tương đồng. Chỉ làm bái hoại trong Phật Pháp, đâu phải người thiền giác chân tu. Hán này như kẻ đuôi mù, tự mình chưa đổ còn đâu đổ người. Họ không thể thay lời của Phật, Phật cũng không nhận việc họ làm. Nếu ai muốn rõ quyền thâm, ngó vào họ ắt sai lầm rất to. Cửa Phật vốn thơm tho sáng tỏ, họ đang tay bôi lọ cho đen, khiến cho lắm kẻ xem hẹn lầm, cho đạo Phật làm phiền người ta. Đạo Phật có đâu là như thế, hãy lật xem kinh kệ mà tri. Phật là vốn tánh từ bi, viết lành bất luận điều chi cũng làm, từ xã hội bước sang nhân loại. Chuyện gia đình đến gọi quốc dân, nếu làm việc hợp nghĩa nhân, tự nhiên sốt sắng xuất thân ra làm. Trước độ mình sao toan độ chung, câu ấy là rất đúng Phật gia. Đừng lầm ngồi niệm Di Đà mặc, ai sống chết không ra giúp vua. Ngồi niệm mãi niệm cho đến chết, cũng không thành chi hết mà mong. Phật là ta đục hữu sông, sang Tây cứu thế qua đông đổ đời, chớ đâu có cứ ngồi một chỗ. Giữ chùa chiền chuông mỏ kệ cơ, không làm cho kẻ nào nhờ tu hành như thế bao giờ cho nên. Giúp người chẳng khoe tên ai biết, như mẹ cha lo việc cho con. Chỉ làm bổn nguyện cho tròn, đâu cần ai đáp đền ơn làm gì. Nếu ai được hành y như thế, tức là người thừa kế Phật ngôi. Câu này ta bắt hỡi ôi, biết bao giờ được mỗi người y theo. Xin Phật hãy cho nhiều Bồ Tát xuống thế trần ở khắp mọi nơi, hóa ra đủ cả hạng người, tùy duyên giáo độ cho đời biết tu.
trước hết phá sạch câu ngã chấp. Trong tăng đồ đã tập từ lâu, sáu lần đến cả năm châu, khiến người quyện thế quầy đầu ăn năn. Bớt được tánh hung hăng tạo bào, cứu dân lành xương mau bớt rơi. Hiện giờ khắp chốn cùng nơi, liệt cưỡng nào cũng chuyên ngồi súng bom. Xưa giặc giả dùng gươm với nỏ, nay chiến tranh cậy có súng bom. Một lần giết được hàng muôn dữ dằn, gấp mấy ngàn lần hơn xưa. Phật rằng ấy là cơ tận thế, khiến loài người tạo chế thứ hung. Ấy là tại cái nghiệp chung, từ lâu đã nay đã tích tồn lại đây. Vật tạo lấy sau này tự chịu, nó sẽ làm kết liễu đời người. Nó cho như là loại chim dơi, còn người dí tở trái mùi trên cây. Đã thế còn gặp khi giông gió, mạng số đâu hưởng thọ dài lâu. Với câu thiện ác đau đầu rồi đây, ba tánh đâu đâu sẽ tường. Không riêng con ưu buồn việc ấy, Phật khắp nơi cũng lấy làm đau. Thế gian bất luận chỗ nào, có chư Bồ Tát kêu gào khuyên răng, những ít kẻ quy căn mổ đào. Trái lại còn kêu ngạo nhiều lời, làm cho Phật bắt thương ôi, cứu căn không thể cứu rồi số duyên. Thuốc không uống bệnh thuyên sao được, lành chẳng theo cõi phước há sanh. Đến khi quả đất tan tành, cũng chưa mấy kẻ giật mình đâu ư. Việc nghiệp biết không chờ phải thốt, mà kẻ thế gian ngu dốt làm sao. Không phân biệt được vàng thao trần, ai lại mến đạo màu thì ngơ. Trẻ bảo tu hẹn chờ có tuổi, và cho rằng chưa rỗi để tu. Hết xuân rồi lại đến thu, cứ lần lửa đến khi vào quách quan. Kẻ làm con ngổ ngang hung bạo, khiến mẹ cha phiền não phát sanh. Kẻ làm cha mẹ bất lành, khiến con bắt chước tạo tành bất lương. Tội lỗi cứ chẳng vướng như thế, hết đời này thừa kế đời sau. Nghiệp sầu cứ mãi truyền lao, chúng sanh biết đến chừng nào rảnh rang. Nghiệp hoặc cứ tạo mang đầy dày, sự khổ lao vương lấy đa đoan. Thấy vậy Phật chẳng ngồi an, dời con đến để truyền ban đạo màu. Sự thế chẳng còn lâu xa nữa, nào thiên tai nào lũ yêu tinh. Đầy đường chất nẻo đăng kinh, chúng sanh vì nó bỏ mình làng khang. Chúng cậy phép tà làng mắt tục, con dụng quyền cớ dẹp tà tông.
luôn đem lấy ngọn hùng phong thổi dừng mấy ác phủ trong trần đời.